Lợi dụng tình hình dịch COVID-19, các đối tượng buôn lậu đã tìm mọi phương thức, thủ đoạn để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Với tinh thần không chủ quan lơ là, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã có nhiều giải pháp quyết liệt, vừa chống dịch, vừa chống buôn lậu hiệu quả. Để thực hiện nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua đơn vị tổ chức đưa xuồng cao tốc thường xuyên tuần tra kiểm soát chặt chẽ người phương tiện qua lại vùng biển. Tại cửa khẩu, các đường mòn, lối mở đã xây dựng tuyến chốt khép kín, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn người dân xuất nhập cảnh hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Anh chỉ thấy rồi đấy, mấy anh chỉ thấy rồi đấy, soi đèn liên tục và tuần tra liên tục. Và ban ngày thì cũng cắt trực, ngoài những đồng chí đi lấy cơm về cho anh em, thì còn lại các đồng chí khác duy trì trực và thay nhau cùng nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho buổi tối thực hiện nhiệm vụ. Là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị cả trên bộ và trên biển, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân địa phương, nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Từ đầu năm đến nay, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tham mưu cho địa phương thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đối với những cái khó khăn đối với cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biên giới, đặc biệt là về cái điều kiện sinh hoạt, nơi ăn chỗ ở, điện nước nó thiếu thốn, những cái chốt trực thì vì địa bàn nó xa, nhiều kinh gạch, nhiều đường mòn nó mở, do vậy là cán bộ chiến sĩ là làm việc là chốt chặn biên giới là 24/24, không để các hoạt động xuất nhập cảnh, rồi nhận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, để đảm bảo tốt cho công tác phòng chống dịch cũng như là không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Để làm tốt công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gắn với phòng chống dịch COVID-19, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã phối hợp cùng chính quyền địa phương phát trên 4.000 tờ rơi tuyên truyền cho nhân dân, cấp phát 13.000 chiếc khẩu trang cho hàng ngàn hộ dân, du khách, đồng thời bắt giữ, xử lý hàng chục đối tượng, thu giữ hơn 28.000 bao thuốc lá nhập lậu. Với cái phương châm là chống dịch như chống giặc, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, là xây dựng nghị quyết và là quán triệt đến tận cán bộ chiến sĩ, cương quyết không tiếp tay làm ngơ cho các đối tượng nhập cảnh trái phép, đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Nhờ làm tốt công tác dân vận, từ đầu năm đến nay, người dân đã cung cấp cho đơn vị trên 100 tin có giá trị, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống tội phạm. Với các giải pháp quyết liệt, phù hợp, tình hình chủ quyền an ninh biên giới quốc gia do đơn vị phụ trách luôn ổn định, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.